trong cái mà giữ giới á, nó khó lắm quý vị. Cho nên nhiều khi mình nói con gián, con kiến, con chuột, con mũi gì tôi cũng không có giết hết trơn á. À, nhưng mà tôi coi phim bạo động. Coi phim bạo động. Coi phim đánh nhau. Thích thú như vậy. Cái đó nó quân tập lần. Quân tập lần. Nó thành ra từ trong cái ý nghiệp của mình. Từ trong cái khẩu nghiệp của mình. Và nó sẽ tiến đến cái thân nghiệp rất là nhanh. Cho nên giữ giới khó lắm. Không phải dễ, chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều về những cái giới chúng ta đã thọ, năm giới chúng ta đã thọ. Chúng ta hiểu nhiều được chừng nào tốt chừng đó, để cái giới thô chúng ta không phạm, thì chúng ta đi tới cái giới tế, tức là vi tế nữa, chúng ta không phạm nữa. Rồi như vậy chưa đủ, mà chúng ta còn phải đó, là coi như là hành giới, để cho chư thiên có thể coi như là gần gũi để hộ trì cho chúng ta. Và khi chúng ta là cái người mà hành giới đó, thì cái người đó đó khi thân hoại mạng chung rất dễ sanh về cõi chư thiên ở dục giới. Thí dụ như bây giờ nói, mình nói một cái giới nữa, đó là giới trộm cắp. Thì hầu hết người ta không phạm giới trộm cắp. Trộm cắp rồi có một số ít người phạm giới trộm cắp thôi. Nhưng mà cái trộm cắp này nó hết sức là vi tế. Ví dụ như bây giờ một người đàn ông đã có vợ rồi mà ngoại tình, thì nó vừa phạm giới tà dâm, nó vừa phạm giới trộm cắp. Nó trộm cắp cái gì quý vị? Nếu người con gái này, người phụ nữ này chưa có chồng mà còn cha mẹ, thì cái người đàn ông có vợ này phạm cái giới trộm cắp tài sản của cha mẹ cô gái. Mà nếu như cái người phụ nữ này đã có chồng rồi mà chưa có ly dị, thì người đàn ông này phạm cái giới trộm cắp tài sản của người đàn ông kia. Chứ đâu phải chỉ riêng có tà dâm thôi. Bây giờ người con trai chưa vợ, người con gái chưa chồng mà sống với nhau như chồng vợ, không có sự đồng ý của cha mẹ đôi bên, thì người con trai trộm cắp tài sản của cha mẹ người con gái, người con gái trộm cắp tài sản của cha mẹ người con trai. Cho nên vì có sự trộm cắp, vì có sự trà dâm đó mà rất dễ đi đến sát sanh. Cho nên khi mà ở với nhau chán chường rồi đó, thì người ta coi cái thai bào đó như một cái gánh nặng. Cho nên bây giờ chỉ cần dùng tiền. Và như vậy đến bất cứ cái chỗ nào cũng có thể loại bỏ nó ra được. Và đó là một cái giới sát hải hùng. Bởi vì đã phạm vào tội giết người. Và cái này không đơn giản. Khi mà những người trẻ trẻ làm cái việc này, người ta nghĩ đơn giản. Bởi vì nó chỉ là một cái giọt máu trong 10 ngày, trong 5 ngày, trong 3 ngày, thậm chí sau vài tiếng đồng hồ không có thành vấn đề. Thưa quý vị, trong Vi Diệu Pháp có nói thế này: khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau, tức là tinh trùng và trứng gặp nhau đó, nó chỉ có thể trở thành thai bào khi nó có cái thần thức nó kết hợp vào. Đây nó còn gọi là hương ấm, tức là có cái tâm quả tục sinh. Hay nói khác hơn đó, là khi người nam với người nữ mà quan hệ với nhau thì cái lửa dục nó phát sanh. Khi cái lửa dục nó phát sanh đó, thì nó chiêu cảm những cái dâm, nó chiêu cảm đến. Và như vậy đó, nếu nó thích ứng được với cái chúng sinh nào thì nó sẽ kết hợp như vậy. Và như vậy đó, thì chỉ một sát na thôi, thì cái tâm tục sinh này, hay là cái thức này, hay là cái dông này đó, nó đã kết hợp trong cái tinh trùng và trứng rồi, trong tinh cha quyết mẹ rồi, nó mới đậu cái thai. Thì khi nó đậu cái thai như vậy đó, thì nó chỉ trong 14 sát na đầu tiên thôi, nó đã có cái năng lực cảm ứng rồi. Và quý vị hiểu thế này, một giây đồng hồ á,
thì nó có 1.000 tỷ sát na, tức 1.000 tỷ tâm. Vì vậy khi tinh cha quyết mẹ gặp nhau và cái hương ấm này có mặt rồi, cái thần thức này có mặt để đậu thai đó, thì 1 giây đồng hồ đó là nó đã 1 tỷ cái tâm sanh diệt rồi, nghĩa là nó đã cảm ứng được. Và cho tới bây giờ đó thì khoa học người ta đã nghiên cứu thế này, là cái thai nhi nằm trong bụng mẹ đó nó có khả năng nghe và hiểu được. Ví dụ như bây giờ cái người nam đó nói với người nữ đó là bây giờ không nên giữ cái thai bào này, bỏ nó đi vì nó bận rộn, mình còn phải học hành, mình còn tương lai, hoặc là bây giờ mình làm công nhân tiền đâu, hoặc là bây giờ mình vụng trộm không thể giữ được, nên ăn rồi thì phải chùi miệng, chứ còn bây giờ để lộ ra vậy không được. Chị cười mẹ nó khóc, người mẹ nó đồng ý không đồng ý nó biết hết. Nhưng mà cái biết của nó là như thế này, tức là những cái âm thanh đó nó có cái tần số của nó, và khi mà nó đưa vào trong cái não non nớt của cái bào thai đó thì nó giữ lại những cái dư chấn đó, và nó ghi nhận vào trong đó. Cho đến khi nào mà cái thai bào này á nó được phát triển ra và nó trở thành con người đó, thì nó sẽ giải mã được cái này bằng ngôn ngữ. Hoặc là nó bị phá bỏ rồi thì bây giờ đó nó sẽ trở thành một cái chúng sinh ở cõi khác, nó là ma chẳng hạn. Thì khi mà nó vững chãi rồi, nó giải mã được, cho nên nó kết quan trái với cái người mẹ hoặc cái người cha của nó. Và quý vị đó chắc là không thấy đâu, nhưng quý vị muốn thấy rõ cái điều này á thì quý vị hãy đến những cái chùa mà những vị chuyên trị những cái bệnh về vong nhập này, quý vị mới thấy. Thì thầy Từ Giang trụ trì cái chùa Linh Quang ở quận 4 thì thầy có nói vậy nè: sư cô đi giảng pháp á, mà ai nói á phá thai không có hậu quả thì sư cô cứ chỉ thẳng đến chùa của thầy, ngày nào thầy cũng có bằng chứng hết, đi bất cứ ngày nào không cần phải hẹn trước, đến đó thầy sẽ chỉ cho thấy những người phá thai bây giờ bị vong nó nhập ra sao, thầy chỉ mỗi ngày đều có. Đó là mới nói có một địa điểm thôi. Còn một địa điểm thứ hai nữa là quý vị có thể đến Tân Nguyên Biên Hòa, ở nơi cái cồn đó thì có cái tịnh xá Liên Hoa của Hòa Thượng Giác Sự đó, mà còn có cái tên nữa là Thiền Sư An Lạc Hạnh. Ở đó thì không nhiều như bên quận 4, nhưng mà quý vị lên đó quý vị cũng sẽ thấy. Cho nên cái nhân quả của nó trổ sinh đó mình không có nói xiết được. Cho nên khi mà chúng ta đó không biết thì thôi, mà biết rồi, mà đi vào con đường quy y thọ giới rồi, nên hiểu cái giới nhiều hơn. Để chi? Để mình ngăn ngừa những cái khổ đau của mình, ngừa những cái lỗi lầm của mình. Thì như vậy đó, mình mới được sống bình an, được chết bình an, và con đường tiến hóa của mình mới đi lên được. Còn nếu không đó, mình không hiểu hết đó, mình lỗi lầm, có khi mình gieo cả tội lỗi mình cũng không biết. Cho nên có những người đó là có thể phá thai tới 20 lần. Thì thưa quý vị, làm sao gánh nổi cái nghiệp sát đó? Luân hồi làm sao gánh nổi? Biết bao giờ mới trở thành con người? Mà cũng chỉ vì ái dục thôi. Và trong cái ái dục đó vô minh, cho nên không biết rằng mình phạm cái nghiệp sát. Và nó còn đau khổ như thế này nữa quý vị. Cái người mà đi phá thai đó là bởi vì thấy đây là cái gánh nặng.
Nhưng cái đau khổ nữa là cái người bác sĩ phá thai. Cái nghề thầy thuốc là cái nghề có cái điều kiện để mà tạo nên những cái phước lành cho mình rất lớn. Nhưng khi mình phải làm công việc này thì đó là tạo tội cho mình khủng khiếp. Mình là đau phủ thủ. Và quý vị thử tưởng tượng đó, một người một ngày cắt cổ gà bao nhiêu đó thì vẫn không bằng một cái người bác sĩ phá thai. Tại vì cái con gà này đó mà nó có chết đó, nó bị cắt ở cái cổ chảy máu ra thôi. Nhưng mà cái chúng sinh này đó khi bị phá thai thì nó tan nát đó. Và nó cuối cùng đi vào trong cái thùng. Cái thùng này đi xuống cái cống. Thì hỏi cái chúng sinh đó có đau buồn không? Có thống khổ không? Có ngậm ngùi không? Có oán hận không? Thì mình cứ đặt mình vào trong hoàn cảnh đó để mình thấy cái quả nó sẽ trổ sanh ra sao. Cho nên chúng ta tìm hiểu về giới phải nói bao nhiêu cũng không đủ. Càng lúc nó càng phi tế. Nhiều người nói chứ, bây giờ con muốn tu quá, không biết tu làm sao. Chỉ bắt đầu giữ giới đi. Giới từ trong ý, giới từ trong khẩu, giới từ trong cái ứng xử, cái hành động của mình nè. Kiểm soát đi. Coi năm giới mình đã thọ, mình có phạm hay không. Đấy, bắt đầu cái tu từ đó. Như vậy khi mà một người không giữ giới thì phạm giới hoặc là phá giới, thì cái con đường tái sanh của người này đó nhất định sẽ phải rơi vào cái cõi khổ. Không thể nói khác hơn. Còn cái người giữ giới thì luôn luôn được tái sanh vào cái cõi thiện lành. Mà hành giới nữa thì cái quả phước trổ sanh nó càng thiện lành hơn nữa.